Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội thì chắc hẳn nhiều người trước khi ra đường đều phải mang thêm cho mình một tấm áo khoác mỏng bởi nền nhiệt độ bỗng đột ngột hạ thấp, thời tiết chuyển sang se lạnh như giữa mùa đông. Nếu bạn đang thắc mắc là tại sao đang giữa những ngày hè nắng nóng lại xuất hiện hiện tượng thời tiết kỳ lạ này, hãy cùng phóng viên Hà Nội 18 giờ tìm hiểu qua phóng sự ngắn ngay sau đây. Trái ngược hoàn toàn với không khí nắng nóng oi bức của những ngày trước đó, sáng nay, thời tiết Hà Nội tiếp tục xuất hiện mưa dông kéo dài cùng nhiệt độ ngoài trời se lạnh. Nền nhiệt đo được dao động trung bình từ 19 độ đến 21 độ C. Thời tiết đã chuyển sang hè nên điều này đã khiến nhiều người dân ra đường cảm thấy khá bất ngờ. Hôm nay là mát, đi làm rất là vui. Sáng nay ra đường tôi cảm thấy lạnh. Ngay từ tối hôm qua tôi đã thấy điều đó rồi. Thế nhưng mà thì tôi cũng chịu khó rèn luyện cho nên tôi không sợ, cho nên tôi vẫn đi. Nhưng mà tôi thấy rằng cũng có không cẩn thận dễ có nguy cơ bị phổi và ho. Thế thì tôi đã hơi ho một tí rồi. Trao đổi với phóng viên, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết nguyên nhân của tình trạng này là do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió Tây Nam trên cao nên tại Hà Nội đã có mưa dông và khiến thời tiết chuyển lạnh. Nền nhiệt sẽ tiếp tục giảm khá mạnh về tối và đêm nay. Do hệ thống gió Tây Nam đang ẩm từ phía Tây Nam của vịnh Bengal và di chuyển lên phía Tây Bắc và hướng đến ta, và từ hôm qua thì cái hệ thống này đã di chuyển rõ ràng hơn và sang ngày hôm nay thì tác động trực tiếp gây ra mưa trên toàn bộ khu vực nói trên. Các chuyên gia cũng dự báo hình thái thời tiết phức tạp này sẽ duy trì đến hết ngày mai 19 tháng 5. Cuối tuần, trời sẽ nắng nóng trở lại, thời tiết chuyển đột ngột, dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp hay xương khớp, đặc biệt là với người già và trẻ em. Do vậy, người dân cần chú ý theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết để sẵn sàng và chuẩn bị cho mình những biện pháp đối phó thích hợp.